Dạ Phòng số 1 mến chào cô chú anh chị đã đến với trên kênh Phòng số 1. Thì hôm nay Phòng số 1 đây đố cô chú anh chị biết gì? Đến như này biết này gì? Ta khị cô chú anh chị ha, bữa nay Phòng số 1 lại hai khị đem vô cúng cho mẹ. Trước cúng cho mẹ sau à cho ông Sang này nè, đó anh Sang mình nha. Chứ không ai được giành hết nha. Sáu trái này nè. Chơi mới ảnh mới hái về cái cúng cái xuống mẹ được. Đặc biệt trái này là rất là quý nha. Hôm lắm cô chú anh chị mình ơi, hôm lắm, hôm mưa hồng quá. Rất là đẹp nha. Anh xa mình nó hầu gần 50 tuổi mới biết trái thị của chú anh chị mình ơi, nghe tội ơn không. Phòng số 1 cũng 50 tuổi rồi, trên 50 tuổi rồi nay mới biết cái thị, mới biết luôn nha cô chú, mới biết năm nay luôn ha. Hình như năm nay thì giờ qua duyên ở trái này hái ở qua duyên mình, qua duyên á nha. Ông thợ ông thợ này là đang có hàng cái trục đặng để mà móc cái dây xích lên đặng cái đang cẩu lên đây nè cô chú anh chị ha. Dạ, chỗ trục rồi đó. Thì có hàng đó, chừng nào ngưng hàng đi cái mày. Ngưng hàng đi cái mày. Đó, họ đang qua. Qua bữa nay hàng thấy là xong rồi nha cô chú ha. Giờ chỗ hàng cái đó nữa cái là bắn tên lên nữa là xong. Móc cái đó. Xong mình lấy cái máy hàng mình hơi cho nóng nóng mình uống cho công lại luôn. Đâu, cái đó để cái đỉnh mà, cái đó phải ấy. Phải không? Đây hai cái lục bình lên đó nha. Đây hai cái lục bình hả? Còn gác cây ngang qua là cẩu lên. Là ý là lấy cái đó là để móc cho coi chỗ và để móc cẩu lên đó, vô đó. Cẩu là lát mình hàng đây đứng bên kia nữa. Ờ. Cây ngang nữa. Cẩu lên. Cái đó để cái đầu này cắn luôn cái là cái bình. Cái à cái cầu lô hết như đen ờ à, cầu lô nó có lợi hai ba cái cho cô chú chơi ha. Dạ nó có lợi hai ba cái luôn đó, vừa cẩu lên mà vừa ấy nữa. Đây nè, cái này hàng là mối lắm nha em chủ. Canh hàng mấy cái mối này cho nó đậm đậm lên cho để rinh lên là nó tụt cái kia xuống. Thì nói vậy á. Chưa cô chú chị mà cúng chiếu là phải đốt 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 nhang, quên chưa có đốt nhang rồi. Cúng chiếu gì không? Mượn điện vào đây mà nó không đốt nhang luôn nha. Thôi thôi thua. Mà không thấy cái nhang đây mà nó có không có gì mà không có mất đuôi quá mù mờ chứ. Đốt xong rồi nó tàn thôi chứ. À là mình nói không đốt lâu rồi thì hừ mấy. Xuống là ta là không còn hết rồi. Đó. Cũng là phải chiến nha cô chú chị em ơi. Đây là cúng kiến. Cái này mà bỏ vô dừa vô ít là phí củi nha, củi nhiều lắm á, củi nhiều lắm luôn á. Củi đâu nó mà nhiều, chắc củi ở ngoài xong cho nó che lại chứ người cầm đó.
Cuối nhiều lắm. Làm sao nạp hết cái đống dừa đó. Nó đứng ngồi không, nó dục lại đây, cái dục đó cho nó đỡ ngán. Chứ còn từ đây mà dục lại đây ngán lắm cô chú anh chị này. Thôi nữa phong 61 sẽ đi kéo chiều nay chứ. À thôi nữa cũng được. Làm chiên đi kéo chiến hai chiến nữa. Vỏ hả? Ờ. Vỏ đó. Ờ thôi ớn quá hả? Vậy đâu rau siêu không? Cái dừa này trở về cực thêm anh ơi. Ừ. Nhưng mà nay nhờ người ta xẻ ra bớt rồi đó, nó đỡ hơn một lần y trái rồi. Rồi. Gian nan xin rồi. Hả? 5 phút nữa. Cho bít mấy cây đen đó hết rồi, chiều cho thêm nước mắm ngoài. Tôi để ý đậu cho mấy ông sơn mấy nước lên đường xem. Ủa sao cái đó còn chưa hết sơn hả? Đó kìa. Ừ. Còn 5 phút nữa. Còn 5 phút nữa mà đi thiệt là. Thôi đất ơi. Chưa. Nào ông sao bỏ không thấy ông nói trời đất ơi mới có 5 phút nữa mà mới chưa hết nghỉ nè, không có ghi hình được bạn. Chạy 15 phút nữa. Ừ. Mày tôi sơn cái đen đó đi cho nó hết đi, chịu tôi sơn thêm lớp nữa chứ để sơn đi sơn lại mất công. Đó cái đen đó nó còn khúc cho nó nữa. Cái đen với cái này nè, lật nó đi. Khỏe khỏe. Hả? Hả? Mày chưa sơn nước mọc á, sơn còn... đi chịu sơn thứ hai luôn. Ừ. Coi đo chiều dài nó nhiêu đâu. Coi đo đi, đo chiều dài nó nhiêu. Ờ nó còn phải sắm nóc nữa. Ờ đúng rồi còn sắm nóng. Ồ. Khói dữ dằn của chú anh chị mình đây. Ờ những điện đẹp trai quá mà không chịu quá rinh cái vỏ dừa phản vô đó xíu đi rồi dục lần lần lên. Cái nói hồi hôm nhậu không nghe nói hả, tiền bạc không thành vấn đề. Đừng có nói tiền bạc đây. Hôm nhậu nói rồi gần dữ dằn lắm, có ghi âm đâu đàng hoàng lại nè. À, chỉ làm là làm thôi chứ còn. Làm là làm thôi. Tình cảm trên hết gì đó mới dân dân gì đó không biết. Hôm nói dữ dằn lắm, nói xì nước miếng luôn mà. Ừ. Sắp tới cũng tức à. Sắp tới chị. Ủa ít hả? Phá vui hả? Ừ. Hả? Uống ít mà phá vui hả? Ừ. Bữa nay uống nay mà đặt rượu mới tỉnh. Bữa uống đây là ông này chưa có. Bữa uống đây mới ghê nè. Bữa uống đây uống dữ dằn. Ừ. Ba búa đầu hả? Sao là nứt cục rồi đó. Ừ, nứt cục rồi. Trời ơi, chưa thịt chưa ấy, chưa có nước thấp, chưa leo. Hả, ngon không? Dở không? Ờ, trà dầu hết vậy ngon lắm không? Ừ. Thịt xuống đó, đâu cần cắt nữa, xé luôn, chơi luôn. Ờ, đúng rồi, hết cần cắt luôn, xé chơi luôn. Trà trước vậy cho nó ngon. Ừ. Nướng đá mà ướp thôi, ướp vừa, ừ, quan trọng ướp á. Mai mốt á, đang cắt miếng đá cho bò sẵn đi. Cái nó đẹp. Đẹp cái gì ông bài binh bố trận ra đó rồi có ai, ông có ở đây ông nhậu nhẹt gì đâu, toàn là dân chúng đâu không à. Đá to
Ừ, đúng rồi, suối không à. Ồ, lấy cái nước đó pha xăng luôn, xăng thơm luôn như đèn. Đó 40.000 lít. Chứ giờ tao đâu có ấy xăng thường đâu. Thôi quá. Trái nhân đèn chỗ vừa ta thấy anh thấy khô rồi nhân đèn ơi. Về lắng nhân đèn ơi. Đây phí củi nha. Phí phạm củi. Khói riết nám cái mộ luôn cô chú chị nè. Đen cái bốc khói cái mộ luôn. Phí củi rồi ta liên hệ với anh Hai là ok. Quá vậy. Anh Hai chạy vòng là một ngọt lôi về chậm thôi. Cây kia cây kia đó cây ngay ngồi á. Làm vậy nó dễ nha cô chú anh chị ha, mình làm ở dưới đất à, mình nó rất là dễ không đó một hoặc thì à, cái gọi là cái bã hàng nó không có rớt xuống dưới mộ, nền dưới mộ ha. Nếu mình làm để trên đây mình làm là cái bã hàng nó sẽ rớt xuống dưới nền dưới mộ. Bận xíu đây đi, bận xíu đây đi, đóng xuống lấy cái búa kìa, có búa kìa, lấy cái búa kìa, tọt vô. Đúng rồi, đóng vô. Bót dữ không? Quá bót luôn, vậy mới được. Đó. Đập cái đứt chân sát vô. Đó, rồi. Nước này thì chúng mình sao không thấy rõ ha. Đúng rồi, hàng xong cái kéo gịch qua và hai cái sắt này là nó cạo y cái máy tôn lên luôn, y cái nóc này cái máy lên luôn cô chú anh chị ha. Lập tôn sắp nóc đàng hoàng là lấy cẩu cẩu lên tới ngày đó ráng ghi hình nha. Sang tới ngày đó cho số điện thoại không để điện chứ để không là tới hồi cẩu lên mà không có tôi đây là cũng mệt lắm á. Công tình ghi hình đã đời mà tới hồi cẩu lên không thấy uổng. Ừ. Có khói bốc lên cao. Trái như điện ơi, trái là rồng rã là như điện dọc vỏ dừa vô như điện. Ô. Dạ thì đến đây phần số 1 của trình kết thúc clip nha cô chú anh chị Nhuận Đen. Bye bye. Dạ thì đến đây phần số 1 xin kết thúc clip nha cô chú anh chị nha. Thì cuối clip phần số 1 xin chúc tất cả cô chú anh chị mình trước thật nhiều sức khỏe, thật nhiều mắn thành công việc. À, phần số 1 cho phần số 1 một like, một chia sẻ phần nhất chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều ha. Dạ bye bye, xin chào. Nhất comment ha. Dạ, để lại comment phần số 1 ha. Dạ, phần số 1 chân thành cảm ơn cô chú anh chị. Bye bye, xin chào. Wow.